Công an thành phố Tam Điệp phối hợp với chi nhánh ngân hàng công thương trên địa bàn vừa ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng trên không gian mạng. Trước đó, anh Vũ Ngọc Trờ, sinh năm 1990 ở phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, nhận được cuộc gọi của một người đàn ông tự xưng là cán bộ công an phường Vân Giang, hẹn anh đến công an thành phố Ninh Bình để cập nhật lại thông tin trên căn cước công dân bị sai ngày sinh. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, một người đàn ông khác gọi điện tự xưng tên là Trờ, cán bộ công an thành phố Ninh Bình, Đề nghị hướng dẫn anh cập nhật lại thông tin trên thẻ căn cước công dân bằng hình thức online thông qua một app trên điện thoại. Khoảng 15 phút sau, anh chờ phát hiện tài khoản ngân hàng của mẹ vợ anh cài đặt trên điện thoại của anh để quản lý giúp bà bỗng dưng tự động thực hiện hai giao dịch chuyển tiền đến số tài khoản của ngân hàng khác với số tiền 500 triệu đồng. Anh chờ nhanh chóng điện thoại báo tin cho công an thành phố Tam Điệp. Do có sự phối hợp kịp thời nhanh chóng, hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh thành phố Tam Điệp đã lập tức tiến hành phong tỏa ngay số tiền 500 triệu đồng, không để đối tượng tẩu tán tài sản.